Bây giờ mình đang đi dạo ngoài phố. Mình không biết đây, thực sự là mình chưa nghiên cứu gì về Hàng Châu hết. Mình định là cứ đi chơi như thế thôi. Mình biết là ở gần đây có một cái hồ và một cái chùa rất là nổi tiếng, thì có lẽ là ngày mai mình sẽ đi. Nhưng mà đây thì ngay gần khách sạn, ngay cái nhà nghỉ mình ở là có một cái chỗ, một cái phố đi bộ như này. Để mình thấy đằng kia họ bán nước mía, chắc mình uống nước mía. Mình nói ôi đằng này họ làm cái gì này các bạn này. Đây khênh kiệu để chụp ảnh. Hai người họ đập cái này là cái gì không biết. Để làm thành cái bánh của họ đấy mà. Ở trên này giống như phố đi bộ của Việt Nam, có rất là nhiều thứ bán đồ ăn, rồi cái bên này họ làm hình bằng kẹo, bằng đường này. Hello Kitty các thứ. Nhưng cái này sợ cho vào vali thì vỡ mất. Bên này họ vẽ mặt nạ này các bạn này. Nhưng mà thường ở đây họ không thích, họ đều có biển là không cho quay hết, cho nên mình không có quay được. Bên này bán đồ ăn này. Này bán ở trong này có một cái chùa. Trong này có một cái chùa các bạn ạ. Thử đi vào đây xem nào. Ôi cái bậc cầu thang này là làm bằng kim loại, bằng đồng à? Hay bằng cái gì đấy các bạn này? Tất cả sàn ở dưới này. Ôi, tất cả bằng kim loại các bạn ạ, kể cả cửa, sàn. Wow. Tất cả ở trên này này. Tất cả lan can hành, tất cả đều là mình rõ không? Bằng kim loại hết nhưng mà mình không biết là kim loại gì. Đẹp không các bạn? Để tí nữa mình phải xem nó là cái gì ở đây. Thank you.
đi vào trong này xem nhé các bạn nhé. Kể cả những cái cột này cũng bằng kim loại các bạn ạ. Tất cả đều bằng kim loại hết. Vào đây xem họ đang... Ồ, nhìn này. Mô hình chùa bằng kim loại. Vào đây ngồi chụp ảnh. Những cái con gì này. Trong này là họ bán những cái đồ lưu niệm các bạn ạ. Hôm bây giờ mình sẽ đi ra và tiếp tục xem, đi dạo trên cái phố đấy, bao giờ thấy có gì hay mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem.